心，如道冷雨剩下几多串灯，愁道串串落寞隔于我身，心飘雪仍是青衫薄枕对抗，极体温心，如道细枝浪漫飘织我襟，全情关心烫贴段段无憾，情是针线，缘是花布，与你最终相信得到爱，含情旧怨默默记载，留在了这瞬间芳华时代，情若是全人类会写诗句，抱着佳句靠在耳旁，唇边千醉万醉，xin lỗi, vừa rồi tôi xông động nhất thời. Ông chủ Vinh, ông làm việc lâu nay không hối hận mà. Huống chi là cái chuyện nam nữ thích nhau. Tôi không muốn chúng ta có hiểu lầm gì. Với tình nghĩa của tôi và ông chủ Vinh, lại có hiểu lầm gì chứ? Ở phòng chủ đề, chúng tôi là bạn hợp tác tốt nhất. Về giao tình, chúng tôi là bạn thân. Về tình cảm, chúng ta tuyệt đối không phải là một cặp. Tôi đi trước. Lại là chuyện một giờ khuya. Miệng của anh thì nói không trách tôi, không ái ngại chuyện xảy ra đêm hôm đó, nhưng mà thực ra trong bụng anh thì ái ngại. Anh cứ giận tôi tới bây giờ, chứ gì tôi không có chờ anh thêm một phút. Anh cứ nói anh độ lượng bao dung đối với người ta, vậy tại sao lại không thể khoan dung đối với tôi? Tại sao vậy chứ? Vì chuyện đó, chỉ là để tôi nghĩ ra được rõ ràng. Có nhiều việc cô không nói, xem chút tôi lại quên mất. Thì chính cái gì thiếu một phút đó mà lòng của anh đã hướng về người đàn bà khác. Cô nói gì? Trực giác của một người đàn bà lợi hại lắm. Chỉ tiếc là người đàn bà đó chưa chắc là nghĩa tình của anh. Đó là chuyện của tôi không mắc mới tới cô. Tôi chỉ là tiếc trong chủ Vinh thôi. Ông có đàn bà nào mà chưa hề gặp chứ? Người đàn bà đó cũng đâu có xinh đẹp đặc biệt xuất sắc gì. Quan trọng là trong lòng của cổ lại có người đàn ông khác. Còn người đàn ông này, về mặt nào cũng không bằng ông. Có phải ông thì không phục bị thua hay không? Xin cô đừng có dùng phương thức của cô đi đo lường người ta, và càng đừng có phê bình tình bạn của tôi. Bộ ông biết tôi nói ai sao? Tôi tưởng là ông đã mê man không nhìn thấy gì hết. Trút hết tình cảm là một người đàn bà không có hy vọng, vậy có đáng sao? Đáng hay không thì là cũng tùy người thôi. Có lẽ chỉ có cảm giác ngó tới mà không thể tới tay mới là càng hấp dẫn. Nhiều khi làm người khó được hồ đồ cũng là một lạc thú. Dù sao đi nữa, kể từ cái phút này, Lãnh Hương Linh này có thể dứt bỏ cái bao phục, bỏ ông trong nguy nan. Tôi quyết không vì một phút đó mà không vui nữa. Còn ông chủ Vinh, ông kể từ cái phút này sẽ vì một người đàn bà không có chút hy vọng mà không được vui. Ông chủ Vinh, ông bảo trọng. Khuya vậy mà về đây một mình để ăn tô mì.
Nhìn thấy cậu thê lương như vậy. Nè, phải có chuyện muốn nói với tôi hay không? Cũng tới lúc rồi. Một người ăn mì lâu như vậy mà cũng phải kiếm một người hầu. Nhưng người này nhất định không phải là một người quản gia, mà là vợ tốt. Nếu cậu không thể quyết ý thì cứ nói ra hả? Tôi có thể cho ý kiến. Cảm ơn cô Chính. Đi ngủ đi, khuya lắm rồi. Thiệt chỉ kêu tôi nấu tô mì này cho cậu ăn, không có gì muốn nói. Sao em có thể nấu mì cho anh mà không ở lại gì anh? Em đã có nói rồi, sẽ có một ngày em sẽ rời xa anh. Tôi tới đây làm công là vì trả nợ. Sẽ có một ngày rời khỏi, ông biết mà. Chuyện này không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh thường suy nghĩ quá phức tạp đi. Tốt cũng biến thành xấu. Làm người như vậy rất là cực khổ. Ông đừng có lúc nào cũng nghĩ là người ta không được tốt. Ông làm kiểu này rất cực khổ lắm. Tiểu Mẫn, đừng có đi. Thuy Lùng, Tấn Hân, có nghĩ tới việc kiếm Tất Phàm để nói rõ chuyện áo dài hay không? Được rồi, Chu Vinh. Chuyện của Tất Phàm tôi từng biết giải quyết mà. Xin ông đừng có giúp tôi nữa. Lần trước tôi thật là có vẻ lăng nhăng dây dưa. Lần này kéo ông ra để mà nói rõ ràng đi nha. Ông là muốn đối phó với Tất Phàm thế nào? Tôi chỉ là thiệt khách sáo mời ông ra, không có gì đâu. Khách sáo từ kiểu của ông không phải ai cũng tiếp nhận nổi. Cái chuyện ông không cho người ta từ chối đã khiến người ta sợ rồi. Tôi thật dễ sợ như vậy sao? Một lát nữa gặp ông sẽ biết. Ông chú Vinh. Bảo phu nhân, Tất Phàm tiên sinh. Vinh Hậu đâu? Ông thật là hiếp người quá mà. Tại sao lại nói như vậy? Tôi chỉ muốn làm một người trung gian để ông và Tấn Hân hai người gặp mặt nhau nói rõ chuyện này thôi. Thì là không ngờ các cắt tiền thân cũng cam lòng giữa hơi người của ban hội. Hẹn không nổi tôi ra thì là dở trò, còn phải nhờ tới Vinh Hảo Đông nữa. Tất Phàm tiên sinh, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Lần này quả thật là ý của ông chủ Vinh. Nghe nói người gia trù có món ăn mới gọi là hoa nhã hoa tuần, có phải không? Dạ phải ông chủ Vinh, chính là cái món này. Phải thử đó nha. Ngồi đi. Bảo phu nhân, bà cũng ngồi đi, làm người công chứng nha. Dạ được. Tất Phàm tiên sinh, ngồi đi. Tất Phàm tiên sinh, lâu nay tôi thật kính trọng phong cách của ông. Hơn nữa tôi cũng biết ông rất bất mãn tới cái áo dài đó. Nhưng có gì bất mãn thì có thể nói với tôi. Tại sao lại đi công kích cha tôi? Còn nữa, tiệm tơ lụa Hưng La bị tiêu tan là vì cái triều quảng đại bất lợi cho kinh doanh mà ra. Điều này không phải là lỗi của cha tôi. Cha tôi đã bị suy sụp cửa tiệm tơ lụa mà cảm thấy khó chịu. Kẻ làm con này không thể phân ưu cho ông. Đã vậy còn vì chuyện của tôi báo hại ông bị người ta sỉ nhục. Ông có nghĩ tới cảm giác của cha tôi hay không? Cho nên tôi xin ông đừng có viết thêm về chuyện tiệm tơ lụa và cha tôi nữa. Được, coi như là chuyện này lỗi của tôi. Thậm chí tôi có thể xin lỗi đền tội với cha của anh. Nhưng mà anh may ra cái áo dài giống y như là một cái áo lót như vậy, thiệt là mất đạo đức đó. Xin lỗi Tất Phàm tiên sinh trước. Khi ông Hà Bút có đi kiểm chứng chuyện này hay không? Cái áo dài đó có phải thiệt do Tấn Hân may hay không? Lãnh Hương Linh đã công khai là cảm ơn Thiệu Tấn Hân. Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Mắt thấy chứ phải là thiệt. Huống chi Tất Phàm tiên sinh là miệng lưỡi của thị dân mà.
Mỗi một chữ đều có ảnh hưởng sâu sắc. Ông đâu có thể nghe sơ mà cho là thiệt chứ. Ít ra thì ông phải cầu chứng với Tấn Hưng. Thôi được, bây giờ cũng nên tôi nói rõ câu chuyện này ra. Đúng, Lãnh Hưng Linh đã mặc cái áo dài quả thật là của Tấn Hưng may ra. Nhưng mà tôi thấy nó không có được đẹp mắt. Tôi bị Tấn Hưng sửa, anh lại không chịu. Cho nên tôi đã giao cho thợ may khác để sửa thành như vậy. Nếu mà ông nói như vậy là hở hang và dâm đảng, thì người đó chính là tôi, chứ không phải là Tấn Hưng. Tiểu sư phụ, tôi là xin lỗi. Tôi chưa có điều tra rõ ràng. Và tôi sẽ đăng báo lại. Xin lỗi với ông. Và đính chính cái chuyện này rõ ràng. Ông cứ giết đi. Tôi dám làm thì không ngại người ta nói đâu. Tôi biết ông chủ Vinh là gì có ý đẹp. Nhưng mà không thể độc hành độc đoán. Làm việc thì nghĩ tới cảm giác của người ta, có đúng không? Được, tôi xin lỗi với anh. Và vì chuyện ở nhà báo lần trước, tôi chính thức xin lỗi với Tất Phạm tiên sinh. Được. Cạn ly. Ông chú Vinh đúng là người lớn làm việc lớn. Chỉ nói một câu thôi là chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không. Nếu như ông chú Vinh lúc nào cũng được khoan dung như vậy thì sẽ không có đem phiền phức tới cho chúng ta mà. Nếu mà tôi được tốt như cô nói thì đâu có phải là Vinh Hậu Đông trong mắt của cô nữa. Ăn đi. À Đông, Lãnh cô nương kiếm anh. Không cản trở ông làm việc cho ông chủ Vinh. Không đâu, có chuyện gì có thể góp sức cho hoàng hậu ca múa của chúng ta đi. Hồ tiên sinh muốn tôi kiếm 10 tấm hình kiểu cách khác nhau để ông coi, và có thể gửi qua công ty Nhật Bổn để giám chế đạo diễn họ tham khảo. Coi giúp giùm tôi. Hoàng hậu ca múa của phòng vũ đài chúng ta thì kiểu nào cũng làm nghiêng đảo chúng sinh, đều là xinh đẹp mà. Ông chủ Vinh. Chuyện gì? Chỗ này có một lá thư Tây Dương, trên đó viết là To my love, Fava Superstar. Đó là thơ người ấy mộ Lãnh cô nương đã đi lộn tới đây. Gì vậy? Thơ của cô? Vậy có người ngoại quốc ái mộ tôi à? Làm phiền bảo cô nương đọc giùm tôi nha. Được. Là một bài thơ Anh văn. Trên đó viết là I love my life but too well to give it to thee like a flower, so it may pleasure thee to dwell deep in its perfume but an hour. I love my life but not too well. Hey. Là một người ái mộ tên Lương Phong viết cho Lãnh cô nương. Thiệt là nhiều trò quá. Nói cái gì vậy? Bài thơ này đại khái có ý nói là tuy là ổng thiệt yêu tánh mạng của mình, nhưng ổng chịu về Lãnh cô nương mà hiến dâng tánh mạng của mình. Coi kìa, thơ nhộn nhạt như vậy mà cũng viết ra được nữa. Đâu có gì lạ. Hoàng hậu ca múa có phòng vũ đài, có người ái mộ gì cô, si mê gì cô như vậy, thậm chí còn nhảy sông hoàng phổ tự tử cũng đâu có gì lạ. Lời quân sáng bán phong mình đã thay sẵn lâu thầy chân hiến sáng khơi mê lịch mê cảm chi hầu tình tình chuyện mấy nàng phong cầu siêu và thiêu và thăng và thân cảm mang nhiều đồng tình hay mô và lê quay thầu lại quân sáng hỏi phong nào đại thái châu lầu thầy chân hiến trái biên mê lịch mê cảm chi hầu tình tình na phong hằng chuyện mấy nàng phong cầu siêu và thiêu và thăng và thân cảm mang nhiều đồng tình hay màu hay màu đi 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 đi. Được rồi. Như vậy được rồi mà. Lãnh cô nương, làm ơn cho xin chữ ký đi. Đúng rồi, cô đẹp quá, tặng cho cô nè. Lãnh cô nè. Lãnh cô nương, tôi tên Lương Phong, tôi đã viết bài thơ ngoài ngữ cho cô đó. Thì ra là ông. Tôi là người ái mộ cô, có thể chụp chung tấm hình với tôi không đây? Được mà, hiển nhi.
Cảm ơn nhiều. Tao phải chụp mấy chục nữa. Chuẩn bị. 2 1 2. Như vậy không được khá lắm. Tôi sẽ bảo vệ cho cô. Chúng ta vĩnh viễn ở chung với nhau. Sợ mà, đừng sợ tôi. Anh làm như vậy mà không tay đi. Đừng sợ. Tay ra. Anh làm ra đi. Cô Lãnh Hà, cô yên tâm đi. Về tới nhà rồi, bây giờ được an toàn. Hiển Nhi, tôi đưa cô lên phòng. Anh Tấn Sương, anh ngồi chơi nha. Chào cô Lãnh. Sao anh ở đây vậy? Tối qua anh đưa cô về không có bỏ đi. Sau đó tôi định hỏi cô có cần để anh chờ không, nhưng cô đã ngủ rồi. À, áo của anh. Cô Lãnh, xin chào. Chào. Hiển nhiên nó khờ thôi. Sao anh cũng dạy như nó chứ? Tại vì đêm qua xảy ra chuyện tôi không được yên tâm, định ngồi ở đây nghỉ một chút. Ý của tôi là muốn coi cô có cần gì không, có thể giúp đỡ cô. Anh Sương, anh đã về hả? Chào. Tối qua anh đi đâu khiến em lo lắm. Người của phòng vũ đài nói anh đã bỏ đi. Về nhà anh Hân lại nói anh chưa có về. Thật ra tối qua anh đi đâu? Thì cũng tại Bạch giám đốc, lúc mà sắp nghỉ tự nhiên bắt anh tới nhà của ổng để mà đánh bài đó. Anh đi cờ bỏ. Xã giao thôi mà. Nếu như em không thích thì lần sau anh sẽ từ chối. Tấn Sương. Cô Lãnh. Cô Lãnh. Giám đốc Bạch. Sao về sớm vậy? Phải. Cô Lãnh à, cô có thể yên tâm. Từ nay tôi sẽ đưa cô ra xe. Để khi nào xe tới mới thôi. Cô không cần sợ. Tôi không có sợ chuyện này. Tôi muốn bạn với anh về chuyện khác. Chuyện gì? Mai mốt tôi sẽ tham gia một màn kịch ca vũ của công ty điện ảnh Nhật Bổn của Hồ Tiên Sinh. Tôi thấy lần trước anh chụp lịch tháng với tôi, biểu hiện cũng không tệ, hơn nữa cũng đẹp trai, cho nên tôi đã đề nghị anh diễn nam vai phụ ở trong đó. Có nhiều màn diễn chung với tôi. Tôi đóng điện ảnh làm minh tinh hả? Kể từ bây giờ chúng ta sẽ là một cặp tuyệt hảo. Cô Lãnh, ở trong điện ảnh anh đóng vai người tình đầu của tôi. Đối với người tình đầu thì nên dịu dàng một chút. Không lẽ cái việc này cũng cần tôi dạy anh hay sao? Lúc mà chỉ có hai đứa mình thì anh gọi tôi là Hương Linh. Được, Hương Linh. Ê, cái thằng đi hôm đó kìa. Có tôi ở đây đừng có sợ. Hiển Nhi thì cả ngày đang nghi, chắc là nhìn lộn người. Mà kệ nó đi, anh vô thử cái quần này đi. Được, Hương Linh. Come and sit by my side if you love me. Do not hesitate. Ông chủ Vinh. Ông chủ.
Hát nhạc ngoại quốc hay lắm. Cảm ơn. Thật ra tôi không biết hát, cũng là nhờ cô Bảo dạy tôi. Hai đường rất là thông minh, nhờ ký ức đã có thể nhớ hết được những phát âm và lại cần cù. Thà bỏ cơm trưa cũng theo tôi tới đại học phát âm. Thật ra tôi phải cảm ơn cô Bảo đúng hơn. Cô phải dùng giờ ăn trưa để dạy tôi, còn phải chép lời của bài ca vào cuốn sổ để mà dạy tôi. Chừng nào nhận tôi làm đệ tử đi. Không được, nếu như bọn chủ học hiểu thì có thể khai trừ cái bí thư này rồi. Nói chơi thôi, tôi làm sao mà học hiểu được. Còn cô thì khác, ráng học đi nha. Nếu như mà hát được khá đó, tôi suy nghĩ lại, trong giờ giải lao tôi cho cô lên sân khấu để biểu diễn. Thiệt hả? Cảm ơn ông chủ Vinh. Tôi có thể lên sân khấu hát rồi. Được rồi chứ hả? Được rồi, làm phiền. Ai biến thẳng một chút nha hả? Được rồi. Ai kỳ dù phải cao một chút. Anh nè, nè, tất cả phải cười lên một chút nha. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Ồ, tốt, tốt. Tấm thứ hai, tấm thứ hai nha. Nè, nè. À, Lãnh cô nương à, cô hãy nghỉ một chút đi. Chúng tôi kiếm một vị trí khác rồi sẽ mời cô nha. Lệ. Là chảo yến đó cô hai. Ừ. Lấy bột cháy cho Tấn Sương đi. Dạ cô Lãnh. Ờ, không cần, cứ để tôi tự làm. Cảm ơn. Chừng này để Thứ Nhi làm đi. Để tôi. Làm phiền cô. Anh Sương, mời ngồi. Ngồi đi Tấn Sương. Anh Sương. À, cảm ơn, cảm ơn. Lệ à, mặt của anh Sương có chút dầu, chị giúp ảnh đi. Dạ được. Xin lỗi anh nha. Thiệt làm phiền chị. Sao hả? Không quen à? Phải, như là việc gì cũng không cần mình làm. Đây là khí thế của mình tình. Từ nay phải làm quen, được người ta hầu hạ. Vậy thì phải nhờ cô Lãnh nâng đỡ nhiều. Anh lại nữa rồi, gọi tôi Hương Linh. Không sao chứ Hương Linh? Không gì. Ông chủ Vinh, lần này phiền phức rồi. Chuyện gì? Hồi sáng này cô hai đi chụp hình cho nên bị lạnh, bây giờ bị nhức đầu thì khó chịu lắm. Bởi vậy tối nay không thể tới Phụng Vũ Đài đi hết. Phụng Vũ Đài của mình đêm nào cũng đầy khách, tất cả mọi người đều tới ủng hộ cô hai của cô. Không tới không được đâu. Là người nào chọc giận tới cổ đây? Đừng suy nghĩ phức tạp như vậy. Biết đâu là có thể bị bệnh. Vậy sửa làm sao? Cổ không trà hát thì khách sẽ là ổ. Hay là vậy nha ông chủ, kiếm lý đàn thế cổ đi. Lý đàn hát không tệ mà, được quan nghìn lắm. Lý đàn chỉ hát cải lương thôi, không có đủ đặc sắc. Hát nhạc ngoại quốc. Nhạc ngoại quốc? Vì nói với cô hai, biểu cô hãy nghỉ ngơi nhiều một chút. Chuyện của phòng chủ đài khỏi cần phải lo. Dạ, ông chủ Vinh. Ông chủ à, hát nhạc ngoại quốc kiếm ai hát đi. Ông chủ Vinh biết là tối nay tôi không khỏe để đi hát. Sắc mặt nhất định khó coi lắm. Người khách tới Phụng Vũ Đài cũng là cô Lãnh Hương Linh này diễn xuất thôi. Nếu không có tôi, có gì mà coi chứ. Ông chủ Vinh nói là tối nay sẽ kiếm người lên thế cô, còn hát nhạc Tây Dương nữa. Thế tôi để hát nhạc Tây Dương hả? Ai hát? Là Hải Đường. Nó. Nè nè, đúng rồi, phấn hồng đây lợt lắm, đánh thêm một chút xíu nữa đi. Ờ, để tôi đẹp coi. Nè, nhìn bên trắng này nè. Lên lần đầu tiên phải sáng làm cho mấy nữa. Mấy cái cho chị mới được. À, làm ơn làm ơn trắng gà để tôi. Nè, nhìn coi. Nhìn coi có đẹp không? Đúng trời, đẹp quá đi. Đẹp quá ha. Cảm ơn chị Thuận. Ờ, để tôi coi coi. Tôi coi cái bó này coi như thế nào. Ờ, đúng rồi nè. Được rồi, đừng mà làm tôi ngộp thở quá đi hả. Nè, ây chúng ta ra sân khấu đừng có ngợp thở nha. Ráng lên ha. Thì phải, cơ hội này khó kiếm lắm đó nghe. Đúng rồi, không biết chừng nào mới tới phiên tôi. Các chị nhất định sẽ có cơ hội. Ráng cố gắng nhất định sẽ được.
Dù sao đi nữa chị cũng là chị em của mình. Chị thành công tức là tôi thành công. Cố gắng một chút đi. Phải đúng rồi, phải cố gắng lên nha. Đừng có làm đánh rồi. Đừng làm chị chúng tôi thất vọng lên đi. Phải ráng lên nha. Chúng tôi ủng hộ chị mà. Yên tâm đi, có tụi tôi ủng hộ. Chứ không sao đâu. Sao cái gì chứ? Anh Tấn Sương. Anh Tấn Sương. Chào cô Bảo. Cô Bảo, uống miếng mật ong với nhân sâm đi. Bảo đảm giọng hát sẽ ngọt hơn mật. Hay à, đâu những có tiếng ngọt hơn nước mật ong. Trong lòng thì càng ngọt hơn. Hải Đường đừng có khẩn trương. Chị đã bỏ công học hát nhiều nhạc Tây Dương. Cố gắng của chị nhất định không lãng phí. Đương nhiên, cả việc nằm mơ chị cũng hát nhạc Tây Dương mà. Còn có anh nữa. Lát nữa em hát trên đó, có anh ở dưới này hát chung với em. Tình quá đi. Thật ra tôi rất cảm ơn các vị. Vì nhất là cô Bảo, tôi nhất định sẽ cố gắng đi hát. Thiệt là làm phiền chị rồi Hải Đường. Cô Lãnh, Lãnh cô đừng. Ông chủ nói là cô không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi mà. Tôi thì có phần không khỏe, nhưng mà khán giả đều tới ủng hộ tôi, nên uống thuốc xong thấy đỡ chút thì dù vất vả cũng phải tới hát chứ. Lãnh cô nương, cô cứ việc yên lòng đi. Hãy đừng hát nhạc ngoại quốc nhất định sẽ được hoan nghênh mà, có phải không? Tôi tin mai này sẽ vậy, nhưng mà bây giờ cô vẫn chưa có đủ sức đâu. Mai này thì không chừng. Nè, tới giờ rồi, tất cả chuẩn bị nha, đừng có đứng ở đây nữa. Xếp hàng đi, mau lên, mau lên. Mau lên, xếp hàng đi. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Lãnh cô nương, cô chuẩn bị xong là có thể ra. Được. À phải, bảo cô nương, làm phiền cô đó. Cô đã bỏ nhiều thời giờ để dạy Hải Đường hát nhạc ngoại quốc mà. Cảm ơn cô. Hải Đường, chị đừng có buồn, nhất định sẽ có ngày đứng trên sân khấu để hát mà. Phải rồi, đừng có thất vọng, nhất định có cơ hội. Hải Đường, Hải Đường. Tấn Sương, để chị yên tĩnh một chút đi. Ông Vũ Vinh, ông Vũ Vinh. Mời vào, mời vào. Xin lỗi nha ông Vũ Vinh, cô Lãnh đột nhiên xuất hiện. Cô nói là có thể hát được. Không sao, tôi thì là có lòng tin với ánh mắt của mình. Tôi tin rằng Hải Đường nhất định sẽ có một ngày đứng ở trên sân khấu và còn xuất sắc hơn là cô Lãnh. Hương Linh rõ ràng ganh tị với chị, cho nên đột nhiên mới chạy về. Đương nhiên rồi, chị vừa xinh đẹp lại trẻ tuổi hơn cổ mà, hơn nữa lại đi hát nhạc Tây Dương. Cổ sợ chị lên sân khấu hát sẽ được nổi, từ nay đâu còn chỗ đứng nữa. Cô đừng nói Lãnh cô nương ác như vậy mà. Thật ra con người của cổ nhiều khi chỉ nghĩ tới trách nhiệm, nhiều khi bị bệnh cũng trở về phụng vũ đài để mà trình diễn, không muốn cho người khách bị thất vọng thôi. Này nè, thật ra anh bên việc cho ai đây? Sao bên người ngoài chứ? Anh hãy coi cho kỹ đi, Hải Đường mới là người yêu của anh mà. Tôi chỉ là thấy sao nó vậy thôi. Đương nhiên là tôi cũng hy vọng Hải Đường có cơ hội lên biểu diễn mà, thậm chí hoan nghênh hơn là Lãnh cô nương kìa. Thôi thì là khéo quá. Tốt nhất là người này 246, người kia 357, vậy là anh có thể bắt cá hai tay rồi, có phải không? Người ta chỉ là cho anh đóng phim mà thôi, là anh đã bình dược cho người ta rồi. Chị Nho, đừng nói anh Sương như vậy. Cô Lãnh thật ra đã cho anh một cơ hội tốt, anh phải làm cho thiệt khó, đừng có để cô Lãnh thất vọng. Anh biết. Thật ra tôi phải nên học hỏi nè cô Lãnh. Cô bị bệnh cũng cố gắng lên hết. Tâm ý này rất hiếm có. Có gì mà hiếm có chứ, bả với lại dành chỗ không có người khác lên. Cô Bảo, cô nói rất đúng. Tâm sức sẽ không bị lãng phí. Chỉ cần sau này tôi cố gắng hơn, hát cho hay nhảy cho đẹp, nhất định có thể lên diễn xuất.
Em biết nghĩ gì thì tốt. Ừ. Anh hai của anh nhất định là đang may áo. Anh hai. À, về tới rồi hả? Ừ. Anh Tấn Hưng. Hưng. À. À, áo này sao đặc biệt quá vậy? Cái áo này may cho đàn ông mặc. May cho đàn ông mặc hả? Vậy có nghĩa là áo dài của đàn ông. Cái áo này là may trong chủ dinh, may chơi đó mà. Wow, anh hai giỏi thiệt. Bây giờ anh làm luôn thợ may trong chủ dinh hả? Ông chủ dinh, đây là máy xổ số lục thông bảo hình thẳng đứng đầu tiên của Thượng Hải, do tôi kiếm công thợ khéo tay thiết kế đó. Nè, trong này có 36 trái banh tròn, mỗi một trái banh tròn đều có khắc tên của một cổ nhân. Nè, ông coi nha. Số 1 chim khôi, số 2 bản quế, còn số 3 là Vinh Xanh. Cùng hội với tôi, ngồi lắm. Dạ phải. Nè, mỗi tấm vé số chỉ bán 2 đồng bảng Anh thôi, cho nên mọi người đều mua nổi đó mà. Nè, lúc xổ số là như vậy. Nè, xổ số. Rồi, cứ lại xuống dưới. Nếu như trúng được 6 trái thì sẽ được giải nhất, được 1.000 đồng. Nhưng 36 trái mà trúng 6 trái thì không có dễ dàng được. Tôi cũng đã nghĩ qua rồi. Trúng 5 trái thì có giải 2, trúng 4 trái giải 3. Và cứ như vậy, nếu như có nhiều người cùng chiếm được giải nhất thì sẽ cùng nhau chia tiền giải đó. Còn nữa, chúng bà con cũng có số an ủi mà, được một đồng để vui vẻ. Ừ. Vốn nhỏ lời nhiều, lại có nhiều cơ hội trúng giải như vậy, người Thượng Hải chắc chắn là thích chơi lắm. Rất khá. Cảm ơn ông chủ Vinh. Ta phải tuyên truyền lục thông báo thiệt mệnh. Cho dù là thông qua trên quảng cáo, đài phát thanh hay là báo chí, nhất định phải khiến cho người của cả Thượng Hải đều biết là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng sau là lục thông báo chính thức bắt đầu. Dạ biết. Chúng tôi ra ngoài trước nha. Nè, đi. Thế Lung. Tấn Hưng, anh đã tới. Ông chủ Vinh đang ở trọng. Ông chủ, Tấn Hưng tới. Ngọn gió nào đã thổi tới đây? Ông chủ Vinh, cái áo dài đàn ông của ông tôi đã may xong rồi. Chỉ lo là ông không dám mặc thôi. Mang gì hả? Anh dám may tôi dám mặc. Hả? Ông chủ Vinh, thật không ngờ ông mặc áo dài cũng thiệt là đẹp đó. Anh may khá thôi. Cái áo này rất là thoải mái. Là áo dài kiểu nam. Hơ, áo dài có phân biệt nam nữ hay sao? Nói ra thì dài dòng quá đi. Rất là đúng. Nè, cái áo này cũng cải tiến từ cái áo dài của đàn bà, vậy thì gọi là áo dài đi. Nè, nữ phục cũng gọi áo dài thì nam phục cũng gọi là áo dài. Áo dài, tôi là gọi áo dài đi. Tôi sẽ quảng bá cái loại này cho anh. Cảm ơn ông chủ Vinh. Được. Ông chủ Vinh mặc áo dài này thiệt đã giảm đi mấy phần bá khí, tăng thêm mấy phần nho sinh, lại lịch sự nhân nhã. Lịch sự nhân nhã tôi không nghe lộn chứ. Có đã khen ngợi tôi như vậy? Là tôi khen Tấn Hưng. Tấn Hưng thì ngày càng có tâm tư hơn, lại biết biến thông, có sáng kiến. À, ông chủ Vinh à, mặc cái áo tròn này coi nha. Được. Nè, sao cái tay áo ngắn quá vậy? Vẫn chưa may xong. Ông chủ Vinh à, thường ngày ông thật là có khí thế. Thêm vào, nếu ông mặc tây phục cứng cáp thì có một cảm giác quay phong ép người đó. Cho nên cái chỗ áo này cố tình làm cho tròn một chút, mong là có thể giảm đi bá khí một chút. Vậy thì trong cương có nhu, trong nhu có cương. À, trong cương có nhu, trong nhu có cương. Còn phải đặt tới trong lòng có tha thứ. tôi hiểu rồi. Ráng đi nha. Đừng có chàng lớn lại, từ từ đi. Nè, đừng có chàng lớn lại, có hết á. Nè, từ từ đi hả? Nè, ngồi ngay tiếp. Đừng có chàng lớn lại mà. Được rồi, được rồi, cô lấy được rồi nè. Vô đây ngồi. Làm lớn quá mà lại rồi. Đúng rồi. Đông lắm đó. Đúng rồi. Nè, mau lên. Áo gì quá đi. Đúng kìa. Ôi, ông chủ Vinh. Phải không? Ông chủ Vinh. Ê, các bạn không thể chèo qua đâu. Ông chủ Vinh bảo cô nương chụp tấm hình nha. Ông chủ Vinh bảo cô nương. Ông chủ Vinh à, cái máy này tôi kiểm tra mấy lần rồi không thành vấn đề. Tình trạng mua vé thế nào? Tổng số mua vé lần đầu tiên tới 3.800 đồng bạc. Trừ ra tiền phát giải đầu tiên là 2.300 đồng bạc. Thu hoạch của lục thông bảo lần đầu tiên là 1.500 đồng bạc đó. Tốt. Chỉ cần làm cho sôi nổi, càng nhiều người mua vé là chúng ta sẽ thu lợi càng nhiều. Khá lắm. Cảm ơn ông chủ Vinh.
Lục Thông Bảo là sáng kiến của Thượng Hải. Một lát sẽ có nhiều khi giả tới phỏng vấn đó. Có thể chụp thêm mấy tấm hình để đăng trên giấy báo rồi. Cảm ơn Hương Linh đã đào tạo. Thì cũng phải cần anh phải khá mới được. Lãnh cô nương, ba khách sắp đông đủ rồi, có thể ra. Ừ. Ý, tại sao thầy phục của hai người giống nhau quá vậy? Tấn Hân một lát thì phải lên sân khấu làm sứ ngôn viên. Để người ta thấy vậy thì thật là không hay. Anh Thăng à, anh có thể... Dạ được, tôi sẽ cởi ra. Như vậy là khỏi ái ngại. Làm phiền anh. Xin lỗi nha anh Thăng. Không có gì. Lời Mỹ tiên sinh, xin chào. Ông chủ Vinh, chúc mừng ông. Cảm ơn. Tôi ngồi bên này hả? Đúng. Hôm nay thời tiết khá quá hả? À đúng đúng đúng, xin mời ngồi, mời ngồi. Ông chủ Vinh của Bảo à, hôm nay hai người mặc áo dày thiệt là xứng và hợp với nhau đó. Phải à, phải phải. Cái áo dài của tôi và của Bảo cô nương là đều do thiệu sư phụ của tiệm quê phục Hưng là mời cho chúng tôi. Ồ, thì ra đàn ông cũng có thể mặc áo dài hả? Thì là xứng lắm, chụp thêm tấm nha. Phải rồi, nhìn bên này nè, nhìn bên này. Được, xin mời chụp đi. Ông chú Vinh à, nhìn bên này nha, làm ơn đi. Ê, đẹp lắm đó, mặc cười lắm. Rất là hợp, hai người rất là hợp với nhau. Áo dài đẹp quá, đẹp lắm. Cười lên đi bên này nè. Nhìn đi, cười lên. Đúng rồi, đứng sát rồi nữa. Đẹp quá, đẹp quá. Phải rồi, hai cái áo rất là hợp với nhau. Chắc là đắt tiền lắm đó. Đúng như vậy. Đẹp thiệt, đẹp thiệt. Lãnh của đưa đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi. Được. Cổ nhân thứ nhất, số 24, Họp Hải. Cổ nhân thứ hai, số 13, là Hữu Lợi. Dạ, cũng có phải con nè, có phải con nè. Cổ nhân số 3, là 31, Nguyên Quý. Cổ nhân số 4, là 33, Thanh Viên. Cổ nhân số 5, số 1, là Chim Khôi. Cổ nhân thứ 6, là số 14, Tử Đức. Thưa các bạn khách, cuộc xổ số hôm nay kết thúc mỹ mãn. Cảm ơn các vị. Lãnh cô nương, tôi có thể gì con mà chết đó. Con thầy ra, con ra đi, con thầy ra. Chạy mau đi, coi chừng, coi chừng, coi chừng, không sao chứ đâu, không sao chứ. Tôi không sao, tay của anh đã bị thương rồi. Chuyện nhỏ thôi. Anh Đông à, đừng nói thêm, tôi đưa anh đi nhà thương. Lãnh cô nương, tôi chết vì cô. Tôi sẽ chết vì cô. Lãnh cô nương. Đã khá là nhiều rồi hả? Hôm qua khi tới nhà thương, tôi nghe bác sĩ nói là anh có thể về nhà để dưỡng sức rồi. Tôi mới yên tâm đó. Đôi mắt mới tới cô, tại vì thằng đó nó phát điên thôi. Dù sao cũng là người ái mộ tôi mà. Tôi vừa mới đọc báo cho nên vừa mới biết, khi anh bị đưa tới nhà thương điên, từ lúc người ta sơ ý thì đã cắt mạch máu tự tử. Trước khi chết vẫn cứ kêu tên của tôi đó.
Cho nên mới nói, làm người nhiều khi thì là không nên quá cố chấp. Con người khi đã hiểu lệch lạc rồi thì thiệt là khủng khiếp. Đúng là hại người hại mình. Bây giờ còn mất cả tính mạng nữa. Cô biết như vậy thì được rồi. Cô cứ cả ngày bực bội. Mấy con nhỏ chỉ nhảy sai có nửa bước thôi, bị cô rầy đến nỗi phải khóc ra. Rầy thì nhất định phải rầy rồi. Nhưng mà từ nay thì đừng có bực bội quá. Bây giờ tôi thường tự nói với mình, việc gì cũng phải coi nhẹ một chút. Lúc nào được vui thì cứ ráng mà vui. Từ nay phải sống những ngày vui vẻ thoải mái là được rồi. Thì ra cái chuyện xấu nhất cũng có thể khiến cho người ta có một chút khởi sắc. Việc gì cũng có hai mặt mà. Nếu mà nhìn về mặt tốt thì làm người sẽ được vui hơn. Câu này là có một người bạn tôi nói đó. Người bạn này nhất định là Bảo cô nương. Tôi đâu có nói như vậy. Trực giác của một người đàn bà thì là trúng lắm. Nè, đọc qua rồi. Báo chí viết bậy thôi. Vô duyên. Nếu như là thật thì tôi cũng mừng cho ông. À phải, Bảo cô nương có tới thăm hay không? Không có. Tôi định nói là báo chí viết bậy thôi. Tôi về cổ đâu có cái gì. Có lẽ có bận rộn không rảnh tới thôi. Nói thiệt nha, không phải ai nấy đều có lòng như tôi đâu, ông chú Vinh. Thúy Lùng. Mẹ. Mẹ thiệt nhịn hết nổi rồi. Chuyện gì hả mẹ? Con coi nè, xảy ra chuyện lớn như vậy con cũng không nhắc tới. Đâu có nghiêm trọng như là báo chí nói chứ. Bác sĩ nói chỉ bị phỏng chút thôi. Con có đi thăm ông chủ Vinh không? Mẹ à, cả thì giờ đọc báo con cũng không có. Đâu có sảnh rỗi đi thăm ai. Người ta vì con mà bị thương, con không đi thăm người ta thì khó ăn nói lắm. Có phải con sợ là báo chí đùng nhảm nhí nên tránh né không? Con đương nhiên không ngại người ta nói. Nhưng mà mẹ cũng biết ông chủ Vinh làm ăn lớn lắm. Đồng một chút là cả ngàn cả vàng bạc mà. Nếu con không đi coi giúp chồng thì làm sao được chứ. Huống chi bây giờ ông đang cần phải điều dưỡng. Con giúp ổng về việc làm ăn đã là giúp ổng rồi. Thúy Lùng, người ta không phải nói như vậy. Lần trước mẹ bị bắt đi cũng may là nhờ ổng ra mặt. Lần này cũng may là có ông chủ Vinh. Dù bận cách mấy cũng nên đi thăm ổng để tỏ một chút tâm ý. Dù sao con cũng đang làm việc cho ổng, ổng nhất định không trách con. Vậy được, để con rút thời giờ đi thăm ổng có được chưa? Mẹ đi mua bó bông cho con. Cậu Vinh. Ở đây nè. Ê, cậu làm gì đó? À không, ngủ mấy ngày rồi khiến con người lừ đừ, muốn ra ngoài dạo một chút thôi. Mới 2-3 ngày thôi, có phải trong lòng nhớ nhung hay không? Có gì đâu mà nhớ nhung. Cô cũng biết, hồi thật là không biết đầu đuôi. Có nhiều việc phải do tôi đích thân đi làm. Ê, cô bảo làm việc thì đàng hoàng lắm, cậu có gì không yên tâm? Nhưng còn có phòng vũ đài, tôi phải tới đó để mà coi mà. Ngoan, qua ăn chén sủi cảo. Không đói. Ăn đi. Cô Chính à, có người tới nói thăm cậu hai. Nè, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không có tiếp đãi ai hết. À, vậy để tôi ra báo cho Bảo cô nương. Ôi nè, kêu cô anh chờ chút đi. Dạ được. Thiệt là tâm hữu linh tây quá đi. Cái gì là tâm hữu linh tây? Một lát trước mặt Bảo cô nương, cô đừng có nói vậy nha. Dạ cậu hai, không làm phiền cậu thay đồ. Tình quan tâm thong thiết đến đến mùa hạ, tình si tâm si.